Tại sao Luna Lumi hả? Dạ em mới nhận được tờ vé, tờ này. Thật sự này chị không có ghi, cái này chị nhận được từ khán giả. Sao vậy? Ghi gì vậy? Từ một bạn tên là Hợp Thư Thoại. Ôi trời ơi. Na Ba Sô Đớp hát bài Đi Đu Đưa Đi. Ai biết? Khán giả yêu cầu Hộp Thư Tri Ân. Hộp Thư Tri Ân mới nhậm tóc lên chiều. Ờ vậy hả? Ừ. Rồi luôn cả nhà mình ơi. Rô đây đi anh ơi. Hey. Giờ số được tìm anh nha. Dòng lời sau tiếp hey. Quay Luna hát bài. Xuân gì đây? Mây gì đây? Mây gì ra con năm gì đây? Năm gì ra? Bao qua bao xe qua xe. Con số về đây, con số về đây, con ba về đây. Pháo qua pháo, xe qua xe. Chốt qua chốt, duyên qua duyên. Đời anh Mỹ thuận như con ta. 38 hả chị? 38 38 38 anh Mỹ thuận sợ quá đi ra là buông rồi. Mấy gì đây, mấy gì đây, buông gì đây. Rồi chuẩn bị bài đi em. Rồi, chị Diệp Thanh Thanh ơi, chuẩn bị bài lẹ lên. Ký hiệu 1906. Ký hiệu 49. Vậy
Ủa lộn, số 49 có 1, 38 có 2, 29 có 3, số 10 có đủ. Rồi con ơi, ở dạ đây. Dạ ký hiệu 1906 đúng dòng loại. 49 có 1, 51 có 2, 35 có 3, số 6 có đủ. Hả? Lấy con nhỏ đi, mình bóc thăm xong rồi lấy con bự nha. Rồi giống mẹ thì ghê. Bóc thăm. Rồi rút thăm đi. Qua đây nè, lấy banh đi. Lấy trái banh đi, rồi ai lớn hơn thì mình lấy. Rớt cái đầu. Rồi anh chị mình ơi, cô chú anh chị nào chưa vé cho dòng loại mới mình thương tình tham gia nhận. Sao? Số mấy? 36, con số mấy con? Ờ, số 7, nhỏ đó. Dạ con, số 7, xuống đi con. Dạ. Vâng, mà dòng lời vừa qua không còn giá trị nữa quý vị ơi. Đó thì bây giờ thì còn một hai vòng nữa thôi nha bà con mình ha. Đó đêm nay à, mặc dù là đêm nay không có bao nhiêu thành viên, nhưng mà bên chúng em cũng hết mình để phục vụ cho bà con tình tình vấn thương. Thì một hai vòng loại nữa thì bên chúng em sẽ mở thưởng vòng loại đặc biệt. Đó cái vòng loại đặc biệt hồi nãy mà tặng quý vị giữ lại giùm em, và có lá vé màu vàng á để giữ tặng á, bà con mình giữ lại giùm em nha. Một hai vòng loại nữa thôi thì bên chúng em sẽ mở thưởng rồi đó, để cho bà con mình chờ tiếp tục nha. Còn bây giờ lá vé bên cụ lấy có 10.000 đồng thôi, và để trở lại với tiếng hát của người đẹp Nhã Vi và Thanh Thanh. Và xin phép được gửi đến quý vị một tình khúc mang tên Đêm Vũ Trường, cũng thể theo lời yêu cầu của anh Bảy Lùng và Đạt Mớm. Số gì đây, mây 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 gì đây. Chiều quân ơi, chiều quân, số thương nàng lệ rơi chưa giang. Bao nhiêu ai chiêu quân, xin thắng sâu ước này có phải. Ta xa đến hôm nay, rồi ngày sau sẽ luôn tương phùng. Hứa cô lấy chiêu quân, người ơi nỡ sao cánh chi tình duyên. Quyền 60, còn 60 số lớn nhất. Còn sao mười con số gì đây, con bút gì đây, buông gì đây, buông gì đây. Tình 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 ta tình ta tình tình 49 49 49 49 49 49 còn bút gì đây, buông gì ra. Việt Nam quê tôi thằng cánh có bay, có ai đi xa mà không nhớ quê nhà. Việt Nam quê tôi với biết bao con người, trải qua gian lao của tấm lòng người Việt Nam. Số gì đây, số gì ra, mười gì ra, mười gì đây, mười gì đây, dùng đất Quảng Nam. Còn 18, còn 18, còn 18, còn 18 năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây. Ê, duyên chẳng còn duyên, nguyện 50, còn 50, còn 50, còn 50. Còn số gì đây, còn số gì đây, số gì đây, số gì đây. Trời xa mưa giông cho, mưa heo gió cha bắt qua sông cái mẹ về nước tuột cuộc dây. Trời xa mưa giông tố buồn, con vài đứa đò cũng lạnh lùng. Bỏ mặt dòng sông nên không có, chỉ còn một nguyên 20 nguyên. 20 còn 20, còn 20, còn 20, còn 20. Còn năm gì đây, năm gì ra, năm gì đây, năm gì ra, năm giữa cột. 51 51 51 51 51 51 số đàn con mây. Số gì đây, số gì đây, nhậu lai rai thì còn số 2. Còn số 2 là số 2 là cờ hơn. Rồi dịp Thanh Thanh nó lẹ cái hát nè. Chị trốn luôn. Vâng, cô chú chị mình ơi, phía bên dưới khoang bơi xóa tờ lá vé nha, để bên trên Nhã Vi kiểm có 400 banh và tờ lá vé hợp lệ rồi anh chị mình. Và anh chị mình ơi, là tới phía sau ghi họ và tên kèm theo đó là gì vậy? Ủa từ từ con này. Không, không dám chửi, đang chửi này, không dám chửi. Rồi anh, thôi, dạ anh đây. Có bạn trai của con Luna đó nha. Ừ. Bữa nay đó nha, chị nể đó nha. Chứ bữa nào là chết với chị.
Ký hiệu 1771 đúng nhầm loại. Số 2. Số 2 có 1. 20. Có 2. 49. Có 3. 60. Yes. Vâng, cô chú chị mình đã dòng lại vừa qua. Có một vị chủ nhân đột giải qua một tờ lá vé. Màu và tím đi anh ơi. Mà lấy màu tím đi. Rồi, ngay từ giờ này thì phía bên dưới chúng em vẫn đang rào bước phục vụ cho cô chú anh chị mình qua một dòng loại đặc biệt, một tờ lá vé 20.000 đồng. Và dòng loại này mua một vé tặng một vé. Và cái vé tặng thì anh chị mình để dòng loại sau cùng mình dò ha. Dòng loại này ai có cơ may đọc giải của một tờ lá vé 20.000 đồng trộn qua bên trên chúng em đó là một chiếc tivi 32 inch của chú anh chị mình nha. Thì sau đây anh chị nào chưa vé mình nhớ giơ cái tay lên để ủng hộ cho chúng em. Và em xin gửi tới cho cô chú anh chị mình một ca khúc mà mang tên Một Thuở Yêu Người cùng với người đẹp Diệp Thanh Thanh.